Vào lúc này, hai lão già Tịnh Niết hậu kỳ quay sang nhìn nhau rồi cuối cùng nhìn về phía lão già Toái Niết sơ kỳ kia. Hiển nhiên đối với cả người này, bọn chúng giống như là thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Lão già này nhìn về phía Vương Lâm, thần sắc mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng cũng cực kỳ rung động. Hai chỉ đã giết chết Nhâm Đào. Điều này hắn hoàn toàn có thể làm được, nhưng hắn là Toái Niết tu sĩ, còn Vương Lâm chẳng qua mới chỉ là Khuy Niết đại viên mãn mà thôi. Do đó khiến cho hắn không thể không coi trọng người này trước mặt, quan trọng hơn là kiểu huyền biến. Tâm thần của lão già này rung động, lại nhìn thấy gần như tất cả ánh mắt của các trưởng lão và tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông đều đang nhìn về phía mình. Từng đạo áp lực vô hình tràn tới, lão già trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh mở miệng nói: "Cung nghênh Thánh Hoàng." Lời này vừa ra, hai lão già bên cạnh lão cũng thở phào một hơi, đồng thời cũng ôm quyền nói: "Cung nghênh Thánh Hoàng." Do đó một đám tộc nhân đi theo ba lão già này cũng đều lộ ra thần sắc cung kính, đồng thời thốt lên lời cung nghênh Thánh Hoàng. Trong khoảnh khắc này, gần như từ toàn bộ tộc nhân trong tinh không đều truyền ra thanh âm này. Mấy vạn người đồng thanh lập tức khiến cho tinh không vang lên ầm ầm như là tiếng sấm đánh, long trời lở đất. Thần sắc Vương Lâm bình thản. Mặc dù âm thanh cung nghênh vang lên khắp nơi, nhưng hắn hiểu được rằng trong số những người này có rất nhiều người trong lòng không phục. Dù sao tu vi của hắn cũng chưa đủ để kinh sợ toàn bộ tất cả các tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông. Nhưng việc này hắn không thèm để ý. Tâm trí của Vương Lâm cũng không phải đặt ở trong Chu Tước Thánh Tông này. Trong âm thanh cung nghênh không ngừng vang lên, khi mà Vương Lâm bị đa số tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông bao quanh, thì có mấy người trong lòng vẫn chứa đầy suy nghĩ phức tạp. Người thứ nhất chính là Tháp Sơn. Tháp Sơn không đi ra gặp Vương Lâm mà như trước vẫn yên lặng đứng tại chỗ nhìn lên không trung. Mặc dù tu chân tinh nơi hắn cư ngụ không nhìn tới chỗ Vương Lâm, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được âm thanh cung nghênh của Vương Lâm ở tinh không nơi xa xôi kia truyền tới. Thần sắc của hắn rất là phức tạp. Một lúc lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng, hai mắt lại nhắm vào tiếp tục đả tọa. Chỉ là đáy lòng của hắn rất là dao động, thủy chung không thể bình phục trở lại. Trừ hắn ra còn có một người cũng đồng dạng như vậy. Người này ngồi trên tường thành của tu chân tinh. Bên người hắn có 7-8 bầu rượu vứt lộn xộn. Trong tay hắn cầm một bầu, thỉnh thoảng lại uống một hớp lớn, thần sắc lộ ra vẻ bi thương. So với sự náo nhiệt bên người Vương Lâm lúc này thì lão già này có vẻ hiu quạnh, phảng phất thờ ơ với hết thầy. Phía sau hắn, Linh Nhi yên lặng bồi bạn. Ngoại trừ Tháp Sơn và Trần Đạo Tử ra thì trong tinh vực bị thiêu đốt này còn có một người nội tâm cũng rất là phức tạp. Người này chính là Hứa Lập Quốc. Hắn ở bên trong lốc xoáy hỏa diễm, âm thanh mắng chửi không ngừng vang lên như thể hắn không biết mệt mỏi là gì vậy. Mẹ kia quay tên Vương Lâm khốn nạn, đã giết chết Thiên Đao kia, còn chưa mau mau đem Hứa Gia Gia ta thả ra hay sao? Ngươi chờ đấy, cứ chờ Hứa Gia Gia nhà ngươi đấy. Và hai ngày sau thì những trưởng lão của ba thánh tông còn lại cũng đến chúc mừng Vương Lâm trở thành Chu Tước Thánh Hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Chu Tước Thánh Tông trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đối với trưởng lão của Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Vương Lâm rất là khách khí. Từ Thánh Tông vốn là đồng khí tương liên, đa số trưởng lão của ba Thánh Tông còn lại cũng từng chứng kiến qua thần thông của Vương Lâm. Tất nhiên sau khi gặp lại cũng sẽ không vì tu vi của hắn chỉ là Khuy Niết mà tỏ ra kiêu căng. Sau khi khách khí nói chuyện với nhau một lúc, các trưởng lão của ba Thánh Tông còn lại đều được an bài chỗ nghỉ ngơi. Đối với việc Vương Lâm tiếp nhận Tân Thánh Hoàng, trưởng lão của ba thánh tông kia đều rất là hài lòng. Nhất là ba đại trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông, đối với cả Vương Lâm lại có thêm phần cung kính. 3 năm trước thì sau khi Vương Lâm báo cho biết về tin tức có liên quan đến Thanh Long Thánh Hoàng thì bọn họ cực kỳ cảm kích Vương Lâm. Đăng cơ Thánh Hoàng còn cần phải trải qua vô số các nghi thức, đây là truyền thống của Tứ Thánh Tông. Vương Lâm cũng không muốn thay đổi. Những nghi thức này đã được ấn định vào ngày thứ 6. Sau 3 năm Lão Thánh Hoàng dốc hết sức truyền thụ, đây là đối ván có ân. Mặc dù cũng có phần là giao dịch, nhưng đối với cả Vương Lâm, loại ân nghĩa này cần được báo đáp. Chỉ có điều Vương Lâm biết rằng mình còn có việc, căn bản không thể dừng tại nơi này quá lâu được. Nhất là 3 năm qua hắn liên tục đả tọa, nhưng nhiều lúc tâm thần không yên, phảng phất rõ ràng như có một nỗi sợ cứ ập đến. Loại cảm giác này nếu chỉ 1-2 lần liền thôi, nhưng theo thời gian 3 năm trôi qua thì Vương Lâm đã trải qua không dưới 10 lần. Và lại cảm giác này lại rất ngày càng rõ ràng, mơ hồ là từ Chu Tước Tinh truyền tới.
Trong lòng Vương Lâm biết rõ rằng đối với việc tu vi của mình không ngừng được đề cao thì cũng có đôi chút cảm ứng được các nguy hiểm. Hiển nhiên cảm giác nguy cơ không ngừng tăng lên này xuất phát từ Thác Sâm. Hơn 1.000 năm qua, âm thanh gào thét của Thác Sâm mơ hồ là không ngừng quanh quẩn trong đầu Vương Lâm. Sẽ có một ngày ta sẽ đi tìm người, đoạt lại ký ức truyền thừa của Đồ Thi. Thác Sâm sợ là sẽ đến rất nhanh thôi. Vương Lâm khoanh chân ngồi bên cạnh một ngọn núi lửa ở trên chủ tinh này. Ngọn núi lửa bên cạnh hắn thỉnh thoảng lại phun ra khói đen dày đặc, mang theo hỏa diễm cực kỳ nóng cháy. Thác Sâm giống như là một con dao luôn treo trên đỉnh đầu của Vương Lâm, từng thời khắc đều có thể chém xuống. Trong hơn 1.000 năm này, Vương Lâm thủy chung không thể xem thường nguy cơ này được. Theo bản tôn đạt được 5 tinh điểm cổ thần, đối với thực lực của Thác Sâm, kết hợp với sự cường đại trong ký ức truyền thừa của cổ thần thì Vương Lâm cũng tiến hành một hồi phân tích kỹ càng. Kết quả phân tích ra khiến tâm thần hắn rung động. Cường địch như thế này thì bất cứ lúc nào cũng có thể thoát vây lao ra tìm kiếm mình tận đến chân trời góc biển. Vương Lâm căn bản không có khả năng cứ tiếp tục an nhàn tại Chu Tước Thánh Tông này được. Bởi vì như vậy kết quả chỉ có thể làm liên lụy tới Thứ Thánh Tông, khiến cho nó bị hủy dưới tay của Thác Sâm mà thôi. Hơn 1.000 năm tu đạo, lúc này Vương Lâm cũng không phải là một tu sĩ kết đan kỳ nho nhỏ như ngày xưa nữa. Thác Sâm tuy mạnh nhưng Vương Lâm cũng không phải là không có sự chuẩn bị gì. Nếu tiên đế Thanh Lâm có thể sống lại thì không biết so với cả Thác Sâm sẽ như thế nào đây. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe nhìn thoáng qua mặt đất dưới chân núi. Toàn bộ tu chân tinh trong Chu Tước Tông đều bị thiêu đốt. Đôi mắt nhìn ra chỉ thấy một phiến màu hồng. Đại ân của Lão Thánh Hoàng, tạm thời ta lấy việc giải cứu Thanh Long Thánh Hoàng để báo đáp. Nếu như ta có thể tránh khỏi hết sự đuổi giết của Thác Sâm, cũng nắm giữ được tu vi có thể chiến thắng Thác Sâm, thì có thể báo đáp tất cả ân đức của Lão Thánh Hoàng, bảo vệ Chu Tước Thánh Tông bình an, tái hiện lại thịnh thế của ngày xưa. Còn nếu như ta chết ở dưới tay Thác Sâm thì... Vương Lâm trầm mặc nhìn về phía thiên địa phía trước, trên mặt hiện lên một vẻ chua xót. Thác Sâm, ta sẽ khiến hắn không thể dễ dàng thoát khốn được. Người trên thế gian đều có tham niệm, không biết một bát tinh cổ thần thì có thể hấp dẫn bao nhiêu người đây. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia âm trầm. Đúng vào lúc này thì từ phía chân trời xa xa có một đạo trường hồng xé gió lao tới. Tới gần Vương Lâm chừng khoảng 10 trượng thì đạo trường hồng này tiêu tan, hóa thành một hồng y lão già. Lão già này thần sắc bình tĩnh nhìn Vương Lâm rồi chậm rãi nói: Thánh Hoàng đại nhân, sứ giả của Thiêm Tông, La Thiên và Xuân Vân Quốc của Liên Minh đều đến, đang chờ ở hậu điện Chu Tước, không biết ngài có đi gặp họ hay không vậy? Lão già trước mắt này cũng là một trong 6 người từng đi yêu linh chi địa năm đó. Vương Lâm chỉ biết người này họ Từ, tu vi cũng đạt tới Toái Niết Trung Kỳ. Trong hàng Toái Niết trưởng lão của Chu Tước Thánh Tông thì người này rất có hy vọng. Trong mấy ngày này, từ phía của Liên Minh có không ít thế lực cử sứ giả đến chúc mừng. Đối với những người này thì Vương Lâm một mực không gặp. Có điều trưởng lão của Chu Tước Thánh Tông và tộc nhân phụ trách tiếp đãi. Về phần La Thiên và Thiêm Tông thì đây là lần đầu tiên phái người tới. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, nhớ tới kế hoạch đối phó với cả Thác Sâm đã tính toán trước đó, vốn không định gặp đám sứ giả này, nhưng mà lúc này thì có sự thay đổi. Được, ta sẽ đi gặp. Vương Lâm đứng lên bình tĩnh nói. Lão già nhìn Vương Lâm bình thản nói: Từ mẫu muốn hỏi Thánh Hoàng đại nhân một chút, sau khi ngài tiếp nhận chức vụ này không biết có tính toán gì không vậy? Việc này không phải chỉ là một người từ mẫu muốn hỏi, mà chính là nghi vấn trong lòng của đa số trưởng lão. Mong rằng Thánh Hoàng đại nhân thẳng thắn giải thích. Trước mắt, cứu Thanh Long Thánh Hoàng. Vương Lâm nói xong câu này cũng không hề nhìn lão già này nữa, tiến tới một bước hóa thành một đạo trường hồng bay thẳng về phía trước. Thân mình trưởng lão họ Từ chấn động, quay ngoắt người về phía của Vương Lâm vừa biến mất, thần sắc đại biến. Thanh Long Thánh Hoàng sao? Lão hít một hơi thật là sâu, không có tâm tư truy vấn gì nữa. Tâm thần bị bốn chữ này làm cho hoàn toàn rung động. Sự tình có liên quan đến Thanh Long Thánh Hoàng, ngoại trừ Lão Thánh Hoàng và ba đại trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông ra thì không ai biết được. Sự rung động trong lòng trưởng lão họ Từ này có thể nói như là kinh đào hải lãng. Lần đầu tiên trong lòng lão nổi lên một cảm giác Vương Lâm kia rất là cao thâm mặt chắc. Hậu điện của Chu Tước được tạo thành từ thạch ngọc màu đỏ, từ xa nhìn lại cực kỳ là rõ ràng.
bốn phía cũng có rất nhiều cây cối màu đỏ thẫm trải rộng. Ngay cả con đường nhỏ trên mặt đất cũng là một màu đỏ thẫm. Từng trận khí tức nóng bỏng từ trong đại điện truyền ra tràn ngập bốn phía. Lúc này đây, ở trong đại điện có ba người, hai nam và một nữ. Nữ tử kia dung nhan kiều diễm, mặc một thân đồ lụa mỏng, lộ ra một chút khuôn ngật đầy đặn, phong tư khiến cho người ta phải động lòng. Đôi mắt đẹp của nàng ta hiện lên một cỗ phong tình. Nàng luôn chú ý tới hai người cách đó không xa. Một người là một lão giả tang thương, người kia là một hán tử đầu trọc. Lão giả kia mặc hồng bào, không giận tự uy. Từ trước tới sau vẫn nhắm hai mắt, nhưng hư không xung quanh thân thể lại xuất hiện từng trận vặn vẹo, phảng phất như không phải là liền một khối, lộ ra một tu vi kinh người. Về phần đại hán đầu trọc kia thì tương đối là tầm thường, mặc một thân bố y, thần sắc bình tĩnh. Chỉ có điều thỉnh thoảng trong mắt lại lóe lên một chút mê man, một lúc sau lại khôi phục như thường. Nhưng nữ tử này chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhìn ra, mỗi khi vẻ mê man xuất hiện trong mắt của hán tử đầu trọc này thì thiên địa nguyên lực trong đại điện đều đình trệ đi một chút. Nếu là Vương Lâm ở đây thì lúc này chắc chắn có thể chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra hán tử đầu trọc này là người mà hắn quen biết. Lúc này từ đại điện có mấy tiểu bối Chu Tước Thánh Tông đi vào, bưng bê trà quả đặt trên trước người ba người bọn họ rồi rời đi. Nữ tử kiều diễm kia nâng chén trà lên, đặt lên môi thổi nhẹ một cái, rồi hướng về phía lão già kia cười duyên nói: "Vị này chắc là tiền bối Liệt Vân Tử của La Thiên Tinh Phực có phải không? Tiểu nữ là Lý Oanh Chi của Thiêm Tông, xin ra mắt tiền bối." Lão già mặc hồng bào kia quả thực là Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử nghe vậy liền mở hai mắt, tinh quang trong mắt phải lóe. Lão lạnh lùng nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia rồi bình thản nói: "Lão phu chính là Liệt Vân Tử." Trên khuôn mặt của nữ tử xinh đẹp kia lộ ra một nét cười, uống một hớp trà rồi khẽ cười nói: "Liệt Vân Tử tiền bối ở La Thiên thanh danh hiển hách, lần này ngài làm đại diện cho La Thiên đến chúc mừng Chu Tước Thánh Hoàng. Xem ra La Thiên có ý rất muốn giao hảo với cả Chu Tước Thánh Tông thì phải." "Ngươi vốn là đệ tử trung tâm của Thiêm Tông, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi tịnh niết. Nghe đồn ngươi còn có 4 khối khí thi khôi, trong đó có 3 khối có thần thông không kém gì tu sĩ toái niết kỳ. Thiêm Tông cho ngươi tiến đến, cũng có thể nhìn ra được rằng các ngươi rất là coi trọng Chu Tước Thánh Tông." Thanh âm của Liệt Vân Tử bình đạm như trước. Lời nói này rơi vào tai của nữ tử xinh đẹp kia khiến cho đôi mắt của nàng lóe lên một cái, có vẻ rất là thâm bất khả trắc. "Vậy vị đạo hữu kia chính là đến từ Liên Minh, chỉ là không biết xưng hô thế nào nhỉ?" Nữ tử xinh đẹp kia chuyển hướng nhìn về phía hán tử đầu trọc kia mà nói. Hán tử đầu trọc bình thản mở miệng trả lời: "Ta là Xuất Vân Quốc, Mặc Chí." "Mặc Chí?" Nữ tử xinh đẹp nhíu mày lại. Trước đây nàng chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Nhưng hai mắt của Liệt Vân Tử cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, xoay mạnh người về phía hán tử đầu trọc, nhìn thật kỹ rồi chậm rãi nói: "Hóa ra ngươi chính là Mặc Chí." Hán tử đầu trọc nhìn sang cười khẽ ôm quyền hướng Liệt Vân Tử nói: "Mặc Chí ra mắt tiền bối." "Mặc đạo hữu, Liệt Vân Tử tiền bối, lần này Chu Tước Thánh Tông xuất hiện Tân Thánh Hoàng, không biết hai vị đã biết lai lịch người này chưa vậy?" Nữ tử xinh đẹp kia trầm ngâm một chút rồi dò hỏi: "Lão phu chỉ biết người này rất là kiêu căng, tất cả những người đến chúc mừng trước đó hắn đều không gặp. Và lại tục danh người này, Tứ Thánh Tông cũng chưa từng đề cập qua, quả thực làm ra bộ dáng rất là thần bí." Liệt Vân Tử cầm lấy chén trà nhìn thoáng qua một cái rồi lại đặt xuống. Lão lần này thừa lệnh Lôi Thiên Điện, ngoại trừ đến để chúc mừng Tân Chu Tước Thánh Hoàng gia, còn có một mục đích sâu xa hơn, đó là xây dựng mối liên hệ với cả Tân Thánh Hoàng này. Việc này cực kỳ trọng đại, nếu không cũng không đến được lão tự mình tiến đến. Tiểu nữ ngược lại có chút tin tức đó. 3 năm trước, trong trận đại chiến ở tiên phủ của tiên đế Thanh Lâm, nghe nói Chu Tước Thánh Tông mang đi một người, không biết là... Nữ tử xinh đẹp hạ giọng nói. Liệt Vân Tử nghe vậy liền hừ nhẹ một tiếng. Việc này lão tự nhiên rõ ràng, và cũng biết rõ đối phương đang nói tới người nào. Phía La Thiên cũng từng nghiên cứu qua, tuy Viêm Lôi Tử cho rằng khả năng này là rất lớn, nhưng cuối cùng cũng không có ai cùng quan điểm cả.
đều loại trừ việc người này đã trở thành tân thánh hoàng. Dù sao khả năng này quá mức là tưởng tượng. Hắn ư? Không có tư cách trở thành tân thánh hoàng. Trong mắt Liệt Vân Tử hiện lên một tia khinh thường. Năm đó nếu không phải là Thanh Thủy xuất hiện, thì người này sợ rằng đã sớm bị mình bắt giữ, luyện thành khôi lỗi, giúp lão phá vỡ sự huyền bí của chiến tự thiếp. Nếu nói Vương Lâm là tân thánh hoàng thì Liệt Vân Tử vạn lần không tin, tuyệt đối sẽ không tin. Nhớ tới Thanh Thủy, trong lòng Liệt Vân Tử hiện lên vẻ thư sướng. Thanh Thủy mất tích, lão đã sớm dự kiến, thậm chí còn biết là tổng bộ của liên minh xuất hiện kịch biến có quan hệ trực tiếp tới Thanh Thủy. Lần này lão tự mình tới Chu Tước Thánh Tông, ngoại trừ nhiệm vụ công khai của La Thiên Gia, thì còn một ý đồ của cá nhân mình nữa, đó là Chu Tước Thánh Tông bắt lấy Vương Lâm. Dưới suy nghĩ của lão, năm đó Chu Tước Thánh Tông mang Vương Lâm đi tất nhiên là có nguyên nhân riêng. Đã 3 năm trôi qua, hẳn là Chu Tước Thánh Tông cũng đã thu được giá trị từ Vương Lâm. Lúc này đây sợ là giá trị lợi dụng của Vương Lâm ở Chu Tước Thánh Tông đã không còn đáng kể. Do đó muốn bắt người này hẳn là không quá khó. Thật vậy sao? Nghe nói người này chỉ dùng một thức thần thông đã giết hư không tử, lại khiến cho hai phân thân của Thiên Vận Tử tử vong. Một thân phân thân thì trọng thương. Không biết vì sao mà Liệt Vân Tử tiền bối nhất định cho rằng người này không có tư cách. Năm đó Chu Tước Thánh Tông đã xuất động lực lượng rất là cường đại, còn có Chu Tước Chân Linh dẫn đường nữa. Nữ tử xinh đẹp kia nhìn về phía Liệt Vân Tử nhẹ giọng hỏi. Trước khi đi tới động phủ của Thanh Lâm, lão phu đã từng gặp qua hắn. Tu vi của hắn lão phu biết rất là rõ. Liệt Vân Tử bình tĩnh nói. Lão tuyệt đối không tin Vương Lâm sẽ có biến hóa lớn như thế. Việc này dưới suy nghĩ của lão chỉ là tung tin đồn nhảm mà thôi. Nữ tử xinh đẹp kia nhướng mày. Thiêm tông của nàng tổng hợp lại tất cả các manh mối mới cho rằng người mà thanh danh đại trấn trong động phủ của Thanh Lâm, Vương Lâm, chính là tân Chu Tước Thánh Hoàng. Nhưng mà lời nói lúc này của Liệt Vân Tử cũng khiến cho nàng sinh ra nghi vấn. Vương Lâm này từng là La Thiên chính phẩm lôi tiên. Nếu phía La Thiên cho rằng hắn không thể là tân Thánh Hoàng thì... Nữ tử xinh đẹp trầm mặc không nói gì thêm nữa. Vậy theo như lời các ngươi thì là Vương Lâm nào vậy? Mạc Chí đột nhiên mở miệng nói. Đúng vào lúc này thì đột nhiên Liệt Vân Tử mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ra hướng ngoài đại điện. Thần sắc của lão hiện lên một chút cổ quái. Theo sau của lão thì Mạc Chí cũng ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài đại điện, cuối cùng là đến nữ tử xinh đẹp kia. Ngay khi ánh mắt ba người nhìn về phía ngoài đại điện, một cỗ khí tức nóng bỏng bất chợt ập đến mãnh liệt, lập tức dẫn dắt hỏa nguyên lực trong đại điện, hình thành một cơn lốc xoáy vô hình quét qua. Vào giờ khắc này, hỏa nguyên lực trong đại điện dường như là có linh tính, như là đang sống dậy hoan hô, từ trong lốc xoáy hướng về bốn phía, phảng phất như đang triều bái vậy. Xuất hiện trong tầm mắt ba người là một người đang chậm rãi đi vào trong đại điện. Người này mặc một bộ áo giáp màu đỏ, khuôn mặt hoàn toàn được che đậy, chỉ chừa ra mái tóc màu bạc. Phía sau hắn còn khoác một chiếc áo choàng màu trắng, cùng với cả Chu Tước đồ đằng trên áo giáp màu đỏ khiến hắn toát ra một vẻ uy áp. Trong tiếng cộp cộp, người mặc áo choàng này dần dần đi vào trong đại điện. Hắn cũng không liếc về phía ba người mà trực tiếp đi thẳng tới phía trước. Chiếc áo choàng và mái đầu phấp phới nhấc lên từng trận sóng nhiệt không tưởng tượng, phút chốc tràn ra khắp đại điện. Tất cả thiên địa hỏa nguyên lực trở nên cuồng loạn, hình thành một cỗ hỏa diễm đốc xoáy vần quanh áo giáp của hắn, nháy mắt trong đại điện nổi lên uy áp nồng đậm. Cũng không phải chỉ có hỏa nguyên lực trong đại điện nổi lên biến hóa, mà là hết thảy hỏa nguyên lực trong thiên địa ở tinh vực này phảng phất lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng ngưng tụ bên ngoài thân thể của hắn. Như vậy, theo sự biến hóa của thiên địa nguyên lực, một cỗ thiên địa nguyên lực lập tức tràn ngập ra bốn phía. Phía sau người mặc áo giáp này thì cũng có bốn lão tu sĩ lục tục đi vào. Bốn người này tu vi đều ở trình độ toái niết, đều mặc hồng bào, nhưng so với nhan sắc trên y bào của Liệt Vân Tử thì cũng có chỗ sáng chỗ tối khác nhau. Bốn người đi vào đại điện, theo người mặc áo giáp kia bình tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn ba người này. Người mặc áo giáp đi tới chính tiền thì áo choàng vung lên rồi ngồi xuống. Một đôi ánh mắt như là hai ngọn lửa từ trong áo giáp lộ ra nhìn về phía ba người. Lúc này đây toàn thân hắn chứa đầy vẻ uy nghiêm, lại dẫn dắt thiên địa nguyên lực ngăn cản hết thảy sự tra xét của thần thức. Hơn nữa dù thần thức có xuyên thấu qua được màn thiên địa nguyên lực quanh thân thể hắn,
thì dưới áo choàng của Chu Tước Thánh Hoàng thì cũng hiếm có người nào có thể thấy được chân tướng diện mạo của Vương Lâm. Đại điện là một mảnh yên lặng. Cảnh tượng người mặc áo giáp xuất hiện quá mức là kinh nhân, không ngờ còn khuấy động cả hỏa nguyên lực trong thiên địa. Lúc này nữ tử xinh đẹp ở trên trán thì bị tràn ra mồ hôi. Ngồi ở nơi này liền giống như đặt mình trong thiên địa hồng lô vậy. Lấy tu vi của nàng trước đây quyết không cần bận tâm đến điểm này, nhưng lúc này khi người mặc áo giáp xuất hiện thì đại điện đã trở thành trung tâm của hỏa nguyên lực. Với tu vi của nàng cũng có chút khó có thể chịu nổi. Vãn bối Thiêm Tông Lý Oanh Chi tham kiến Chu Tước Thánh Hoàng. Nữ tử xinh đẹp này thu hồi hết thảy sự khinh thị ở trong lòng, dưới uy áp chậm rãi đứng lên, thần sắc rất là cung kính như gặp trưởng bối ở trong tông phái mình vậy. Tu vi của Chu Tước Thánh Hoàng này rốt cuộc đạt tới trình độ nào, không ngờ có thể sinh ra uy áp như vậy. Đáy lòng của nữ tử hiện lên vẻ khiếp sợ. Mặc Chí nhìn vào người áo giáp này, ánh mắt lộ ra quang mang cổ quái nhưng có chút không dám xác định. Lúc này hắn đồng dạng đứng lên cung kính ôm quyền mà nói: Dân Vân Quốc Mặc Chí tham kiến Chu Tước Thánh Hoàng. Người kia là ai? Ánh mắt của người mặc áo giáp nhìn kỹ Mặc Chí một chút rồi chuyển mắt qua Liệt Vân Tử hỏi. Liệt Vân Tử thở sâu đứng lên bình tĩnh ôm quyền nói: Lão Phu La Thiên Chiến Gia Liệt Vân Tử, đại biểu cho Lôi Tiên Điện, chúc mừng các hạ trở thành Chu Tước Thánh Hoàng. Ánh mắt người mặc áo giáp dừng lại trên người Liệt Vân Tử lâu nhất, thậm chí khuôn mặt của hắn có chút biến đổi giống như xuất hiện một nụ cười vậy. Chỉ có điều không biết nụ cười này là hàn ý hay là thiện ý. Tâm thần Liệt Vân Tử nhảy dựng lên, dưới ánh mắt của vị tân thánh hoàng này, không hiểu tại sao lão mơ hồ cảm nhận được một tia bất an. Nhất là bốn lão già toái nhất ở bên cạnh lão cũng đồng dạng nhìn về phía Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử, người mặc áo giáp kia chậm rãi mà nói. Thanh âm xuyên thấu qua áo giáp có chút hơi thay đổi, lại xuyên qua lốc xoáy hỏa nguyên bên ngoài thân thể của hắn khiến nó trở nên mờ ảo hư vô. Sự bất an trong lòng Liệt Vân Tử càng đậm. Hắn nhìn chằm chằm vào tân thánh hoàng, sau một lúc lại tiến tới một bước trầm giọng mà nói: Thánh Hoàng, nhận thức được tại hạ sao? Người mặc áo giáp thu hồi ánh mắt khỏi Liệt Vân Tử nhìn về phía Mặc Chí. Mặc Chí áp chế sự hoài nghi trong lòng ôm quyền nói: Thánh Hoàng, tại hạ đại biểu Xuất Vân Quốc, chúc mừng Chu Tước Thánh Tông xuất hiện tân Thánh Hoàng. Tại hạ tuân mệnh sư phụ đến tông phái hạ lễ. Hắn nói xong chụp một cái vào hư không. Hư không phía trước có một cái khe xuất hiện. Chẳng qua cái khe này cũng không ổn định, hiển nhiên là bị nguyên lực trong đại điện quấy nhiễu. Mắt thấy cái khe vừa xuất hiện đã sụp đổ, người mặc áo giáp kia nâng tay phải chỉ ra, lập tức hòa nguyên lực bên ngoài cái khe liền tản ra, cái khe này lập tức lại trở nên ổn định. Cảnh tượng này khiến cho nữ tử xinh đẹp kia đồng tử phải co lại, và ngay cả hai mắt của Liệt Vân Tử cũng trở nên ngưng trọng. Thần sắc của Mặc Chí không đổi, từ trong cái khe xuất ra phần hạ lễ đã chuẩn bị trước gồm đan dược, pháp bảo, đặt tới phía trước mặt. Những tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông từ bên trong đại điện đi ra bưng sang để bên cạnh. Thứ Mặc Chí xuất ra cuối cùng là một chiếc tiểu kỳ có hai màu lam và lục ở hai mặt. Ngay lập tức có một cỗ âm hàn khí tràn ngập bốn phía, không ngờ khiến cho hỏa nguyên lực nơi đây cũng hơi đình chỉ lại. Người mặc áo giáp kia thì hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào chiếc tiểu kỳ này, ánh mắt lộ ra quang mang cổ quái. Vật này là vật mà sư phụ tặng cho Thánh Hoàng, là một đầu tinh hồn mà sư phụ đã luyện hóa và phong ấn từ mấy trăm năm trước. Tay phải người mặc áo giáp chụp một cái vào hư không liền nắm lấy cây tiểu kỳ này trong tay. Sau khi hắn cẩn thận nhìn kỹ thì ngước nhìn về phía Mặc Chí trầm giọng nói: Đa tạ. Mặc Chí nghe thấy hai chữ này thì lập tức trong mắt hắn bắn ra tinh quang, nhìn thật kỹ người này rồi không nói gì nữa. Liệt Vân Tử cũng đại biểu cho La Thiên Lôi Tiên Điện đồng dạng mang hạ lễ đến đây nhưng cũng không có thứ gì khiến Vương Lâm động tâm. Cuối cùng sau khi xuất ra hạ lễ, ánh mắt Liệt Vân Tử chợt lóe lên trầm giọng nói: Thánh Hoàng các hạ, Lão Phu đại biểu Lôi Tiên Điện đến đây, ngoại trừ chính sự ở ngoài thì còn một chút việc riêng nữa.
Sau khi nhìn thấy ánh mắt Tân Thánh Hoàng nhìn về phía mình, Liệt Vân Tử trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. 3 năm trước, từ động phủ của Thanh Lâm, Chu Tước Thánh Tông có mang đi một người tên là Vương Lâm. Nếu đối với cả Chu Tước Thánh Tông đã hết tác dụng, thì có thể để Lão Phu mang người này đi được không? Lời này vừa nói ra thì bốn lão già bên người mặc áo giáp đều sừng sốt đồng loạt nhìn về phía Liệt Vân Tử. Sao? Người muốn Vương Lâm? Người mặc áo giáp nhìn Liệt Vân Tử chậm rãi nói. Cảm giác bất an từ trong lòng Liệt Vân Tử đột nhiên trở nên đồng đậm. Lão mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn từ trong thanh âm của vị Chu Tước Thánh Hoàng này. Nhất là bốn lão già toái niết bên người vị Tân Thánh Hoàng này, ánh mắt nhìn hà lão chằm chằm lại khiến thần sắc của lão biến hóa. Người mặc áo giáp nhìn Liệt Vân Tử dần dần cười lên, tiếng cười càng lúc càng lớn. Thiên địa hỏa nguyên lực trong đại điện dưới tiếng cười này chợt trở nên cuồng bạo, tác động đến toàn bộ nguyên lực trong đại điện. Từ trong đó cũng có những điện quang hình vòng cung phát ra âm thanh pang pang. Tâm thần Liệt Vân Tử chấn động mạnh, lùi ra phía sau vài bước, nhìn chằm chằm vào người mặc áo giáp trầm giọng nói. Lời này của Thánh Hoàng là, nếu là tên Vương Lâm kia. Không đợi lão nói xong, câu nói này lập tức bị cắt ngang. Tên Vương Lâm kia, theo như lời ngươi là La Thiên Chính Phẩm Lôi Tiên. Là ngươi muốn người này hay là Lôi Tiên Điện muốn? Người áo giáp chậm rãi nói như vậy. Liệt Vân Tử nhíu mày lại trầm giọng nói. Người này mặc dù là chính phẩm lôi tiên của La Thiên ta, nhưng đã sớm mất đi tư cách lôi tiên. Lần này... Liệt Vân Tử nhìn về phía người mặc áo giáp một cái rồi nói tiếp. Lần này mặc dù nói là Lão Phu muốn bắt đi người này, nhưng đồng dạng cũng là ý tứ của Lôi Tiên Điện. Người mặc áo giáp nhìn Liệt Vân Tử trên mặt tươi cười lộ ra ngoài áo giáp chậm rãi nói. Thật sao? Không biết tên Vương Lâm này cùng với cả La Thiên ngươi đã qua cát cát như thế nào vậy? Sự bất an trong lòng Liệt Vân Tử càng sâu đậm. Sau khi trầm mặc một lúc, lão nói. Người này có rất nhiều qua cát với cả Lôi Tiên Điện ta, nhưng cũng không tiện kể ra ở đây. Nhưng với ta, người này lấy đi trọng bảo của chiến gia ta, Lão Phu tự nhiên là muốn thu hồi. Hóa ra là vì như thế nên ngươi mới muốn cái tên Vương Lâm này. Ta có thể hiểu được. Người mặc áo giáp gật đầu. Bốn lão già bên người thần sắc cũng càng trở nên cổ quái, nhưng vẫn không nói cái gì. Mong Thánh Hoàng thành toàn cho. Dù sao La Thiên ta và Tứ Thánh Tông cũng đều có chung kẻ thù là Tu Chân Liên Minh. Liệt Vân Tử thở ra một hơi ôm quyền mà nói. Lão đối nhân xử thế tuy là ương ngạnh, nhưng đối mặt với cả Tứ Thánh Tông thì cũng không dám đắc tội. Dù sao tuy nói Tứ Thánh Tông đã xuống dốc nhưng che giấu rất sâu, dù là La Thiên cũng không muốn trêu chọc. Chỉ có điều, ngươi nói tên Vương Lâm này đoạt đi trọng bảo của chiến giang cười, việc này vì sao ta lại không biết? Người mặc áo giáp đột nhiên mở miệng nói, lập tức khiến cho Liệt Vân Tử ngẩn người ra. Nhưng không đợi lão hoàn toàn kịp phản ứng, người mặc áo giáp đã đứng lên, tay phải của hắn đột nhiên đảo qua phần áo giáp che mặt. Âm thanh âm trầm quán đột nhiên truyền ra. Người muốn Vương Lâm, được. Liệt Vân Tử, người nhìn cho rõ ta đi. Trong khoảnh khắc này, phần áo giáp che mặt đột nhiên tiêu tan, hóa thành một mảnh sóng gợn tràn ra bốn phía. Bên trong sóng gợn này rõ ràng chính là Vương Lâm. Vương Lâm. Lấy định lực của Liệt Vân Tử mà lúc này cũng phải hít vào một hơi thật là sâu. Ánh mắt lộ ra sự chấn động đến cực hạn. Dưới sự việc khó có thể tin nổi, theo bản năng, lão lùi về phía sau mấy bước. Không có khả năng. Người sao có thể là Chu Tước Thánh Hoàng? Tuyệt đối không có khả năng. Liệt Vân Tử hô hấp dồn dập, đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Lão căn bản không thể tin chuyện này là thật. Dưới con mắt của lão, Vương Lâm căn bản chỉ là một con kiến, một con côn trùng mà năm đó chỉ cần tùy ý là lão có thể bóp chết. Lúc này sự tương phản mãnh liệt vượt xa khả năng tưởng tượng của Liệt Vân Tử. Lão ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Lâm, vẻ không thể tin đã cực kỳ sâu đậm, nhưng nhiều hơn là sự kinh hãi và khiếp sợ. Lớn mật, dù ngươi đại biểu cho Lôi Tiên Điện, nhưng mà cũng không có tư cách bình luận Thánh Hoàng của Chu Tước Thánh Tông chúng ta. Một trong bốn lão già bên cạnh Vương Lâm bước ra một bước, cất lên giọng điệu âm trầm.
Một bước này bước ra lập tức có một cỗ khí tức toái niết ầm ầm thản ra, hóa thành một đạo công kích lao thẳng về phía Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử đang ở trong sự khiếp sợ, lúc này bị công kích do khí tức toái niết lao tới gần, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lùi lại phía sau mấy bước. Dưới sắc mặt tái nhợt này cũng phẫn lộ ra vẻ mặt mà đến nằm mơ lão cũng không thể tin đây là một sự thật. Người nhất nhất Liệt Vân Tử, ngươi rốt cuộc là đại biểu cho La Thiên đến chúc mừng Vương Mỗ trở thành tân thánh hoàng, hay là vì đến để nhục mạ Vương Mỗ? Không ngờ ở trong Chu Tước Thánh Tông ta mà ngươi dám bình phẩm về thánh hoàng, việc này quá mức là hoang đường đi. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, thanh âm lại như hàn phong từ cửu u truyền tới. Việc này nhất định Vương Mỗ sẽ cho người đi La Thiên các ngươi đòi lại công đạo trước Lôi Tiên Điện Viêm Lôi Tử. Nếu như ngươi mà không cho ta một lời giải thích vừa lòng, thì hôm nay ngươi mà thoát khỏi Chu Tước Thánh Tông, thì ngày mai La Thiên các ngươi sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Việc này cũng không phải bổn thánh hoàng đổ oan cho ngươi, mặc chí đạo hữu của Xuất Vân Quốc có thể làm chứng. Vô Lâm căn bản không cho Liệt Vân Tử một cơ hội nào nói ra một câu giống như là lôi đình nhất kích. Tâm thần Liệt Vân Tử đang chấn động, lúc này nghe vậy lại phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt lão không còn chút huyết sắc, đang muốn mở miệng nói thì Mặc Chí cũng trầm giọng nói. Việc này Mặc Mỗ có thể làm chứng, là do Liệt Vân Tử vô lý trước, ở trong Chu Tước Thánh Tông mà lại nhục mạ Thánh Hoàng. Lời nói của Mặc Mỗ có thể đại biểu cho Xuất Vân Quốc. Đôi mắt đẹp của nữ tử xinh đẹp Thiêm Tông kia cũng chợt lóe lên, nàng khẽ cười nói. Việc này tiểu nữ cũng muốn tham gia vào, đồng dạng có thể làm chứng. Cái vị Liệt Vân Tử tiến bối này quả thực là hoang đường mà. Liệt Vân Tử không thể quay đầu, nghe câu nói của Mặc Chí và Thiêm Tông thì lần nữa lại phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm. Trên mặt Vương Lâm hiện ra một nụ cười lạnh. Lần nữa ngồi xuống, đưa tay phải lên nhìn phảng phất như đang quan sát những đường vân nơi ngón tay, không chút để tới Liệt Vân Tử. Bên trong Chu Tước Thánh Tông này, Liệt Vân Tử quyết không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Vốn người này nếu không đề xuất ra cái yêu cầu hoang đường kia thì Vương Lâm cũng sẽ không giao huấn lão như vậy. Nhưng lúc này lại khác hẳn. Chẳng những là Vương Lâm hắn mà ngay cả bốn lão già bên cạnh hắn cũng lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía Liệt Vân Tử. Bốn phía là một mảnh yên lặng. Thỉnh thoảng Mặc Chí lại nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Hắn không ngờ rằng người mà sư phụ bảo là cố hữu của hắn lại chính là Vương Lâm. Hồi tưởng lại việc ở Chu Tước Tinh năm đó, mình và người này lần đầu tiên gặp nhau là trong một đêm mưa ở một cổ miếu. Khi đó người này mới vừa đạt được ý cảnh, đang trong giai đoạn hóa thần. Hai người tuy mới quen nhưng mà một đêm mưa bàn luận cũng khiến cho Mặc Chí đã nhớ kỹ Vương Lâm. Vậy phần nữ tử Thiêm Tông bên cạnh cũng đồng dạng không nói gì, như cười như không, nhìn về phía Liệt Vân Tử làm ra bộ dáng đang xem trò vui. Trong sự im lặng này, mồ hôi trên trán Liệt Vân Tử không ngừng túa ra. Trong lòng lão hiểu rõ ràng với tu vi của mình quyết không thể chạy thoát khỏi Tứ Thánh Tông. Hơn nữa, cái tên Vương Lâm này lại quá mức độc ác, không ngờ đưa ra cái lôi tiên điện. Do đó, bây giờ dĩ nhiên không phải là sự tình của riêng hắn nữa, mà đã biến thành toàn thể lôi tiên điện đã làm nhục thánh hoàng của Chu Tước Thánh Tông. Chuyện đã đến nước này đã trở thành chống đánh xuôi kèn thổi ngược đối với cả mong muốn ban đầu của La Thiên. Việc này là lão phu lỗ mãng, nhưng đây cũng là việc tư, không liên quan gì đến La Thiên ta. Một lúc lâu sau, Liệt Vân Tử với vẻ mặt chua xót, với nội tâm cực kỳ không cam lòng nhưng không thể không hướng về phía Vương Lâm ôm quyền mà nói. Lửa giận tràn ngập trong đáy lòng của lão đủ để thiêu đốt hết thảy thiên địa. Lẽ cái loại cảm giác khuất nhục như thế này không ngừng cắn phá tâm thần của lão. Hồi tưởng lại năm nào, cái tên Vương Lâm trước mặt này cũng phải cung kính với mình, phải xem ánh mắt của mình, nếu không thì bản thân mình bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay tiêu diệt. Dù lần gặp nhau cuối cùng, tên Vương Lâm này cũng vẫn phải khúm na khúm núm. Dưới một câu triệu tập của mình, ngay lập tức phải tiến tới xem cuộc chiến cuộc. Cái tên Vương Lâm lúc ấy căn bản không dám không đến. Điều này Liệt Vân Tử rất là rõ. Trong mắt của lão, người này nhất định là bị mình hoàn toàn áp chế, phải vì mình mà không ngừng xem xét chiến tư đồ. Nếu không có Thanh Thủy thì tên Vương Lâm này đã sớm trở thành khôi lỗi của mình. Nhưng lúc này đây,
hắn lại khiến cho Liệt Vân Tử phải khuất nhục cúi đầu ôm quyền giải thích câu nói trước đó. Điều này khiến cho hắn làm sao có thể chịu đựng nổi. Nhưng nếu không cam chịu thì ở trong Chu Tước Thánh Tông này, lão chắc chắn là phải chết không chút nghi ngờ. Làm nhục Thánh Hoàng sao? Gần như chỉ cần bốn chữ này cũng đủ để lão không thể ra khỏi Tứ Thánh Tông này được. Đối với câu nói của Liệt Vân Tử thì Vương Lâm căn bản phảng phất như không nghe thấy, vẫn tiếp tục quan sát cánh tay phải của mình. Gân xanh nổi lên trên mặt của Liệt Vân Tử. Lão áp chế lửa giận trong lòng, nhất là sự tồn tại của bốn lão già bên cạnh Vương Lâm kia khiến tâm thần của lão dao động. Sau khi trầm mặc thêm một chút, lão cố gắng thể hiện ra một tia cung kính ôm quyền mà nói: Mong Thánh Hoàng ngài đừng chấp cái việc lão phu không biết. Đích thật thì những việc lỗ mãng của lão phu là không có ý làm nhục. Lỗ mãng? Nhưng Vương Mỗ đã từng hỏi lại ngươi việc này là ý của ngươi hay là ý của La Thiên? Câu trả lời của ngươi hiện tại thì ta vẫn còn nhớ. Không biết là trong La Thiên Lôi Tiên Điện có đề cập qua sự tình của Vương Mỗ hay không? Vương Lâm vẫn nhìn tay phải ra vẻ nhân nhượng nói: Ngươi! Liệt Vân Tử ngẩng đầu lên lại áp chế lửa giận sắp bùng nổ. Lúc này lão không dám tức giận. Nếu không có nữ tử Thiêm Tông kia và Mặc Chí ở đây thì lão hoàn toàn có thể liều chết đánh một trận. Tuy nói là có thể chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vì La Thiên mà chết thì La Thiên tuyệt đối sẽ báo thù cho lão. Nhưng mà lúc này đối phương đã có người chứng kiến việc vừa rồi, do đó cho dù là La Thiên thì cũng không nguyện khi là biết được việc hoang đường này thì cũng không thể đồng thời khai chiến với cả Tứ Thánh Tông và Tu Chân Liên Minh. Nhất là vào lúc này, ánh mắt của Vương Lâm nhìn về phía mình cực kỳ là âm trầm. Liệt Vân Tử tin chắc rằng nếu mình không áp chế được lửa giận thì ngay lập tức sẽ bị chém chết ngay tại trận. Thánh Hoàng đại nhân, việc này là Chiến Mỗ đã sai, ta đã biết lỗi rồi. Liệt Vân Tử ôm quyền, thân mình hơi run rẩy, cả đời tu đạo của lão cũng chưa từng bị như thế này bao giờ. Ta muốn toàn bộ chiến tự thiếp của chiến gia ngươi. Đưa cho ta thì việc này ta có thể bỏ qua. Ta cho ngươi thời gian nửa nén hương để suy xét. Vô Lâm buông tay phải xuống, nhìn chằm chằm vào Liệt Vân Tử, thốt ra từng chữ một. Sau khi nói xong, tay phải hắn vung về phía trước, lập tức hòa nguyên lực trước người hắn ngưng tụ lại thành hình một cây hương, giống như thực chất lơ lửng ở giữa không trung. Theo cây hương này thiêu đốt, thời gian chậm rãi cứ thế trôi qua. Đáy lòng của Liệt Vân Tử tranh đấu. Khi thấy cây hương đã sắp cháy hết, thời gian nửa nén hương sắp trôi qua, áp lực vô hình bao phủ toàn thân Liệt Vân Tử. Khuôn mặt của lão có vẻ chua xót, hơi hơi gật đầu. Tay phải của lão chụp một cái vào hư không. Hư không phía trước người lão lập tức xuất hiện một cái khe. Từ trong cái khe có ba họa trục bay ra. Một cỗ chiến ý nồng đậm từ ba họa trục này truyền ra, bao phủ khắp bốn phía. Chiến tự thiếp. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải chụp một cái vào hư không, lập tức ba họa trục này nhanh chóng bay vào trong tay. Thần thức hắn đảo qua, với sự quen thuộc đối với cả chiến tự diếp, thì lập tức phân biệt được thật giả. Người đã có được chiến tự thiếp, lão phu có thể rời đi chưa? Liệt Vân Tử nhìn Vương Lâm. Đối với lão mà nói, thì tự mình tống xuất chiến gia chi bảo gần như là việc không thể chấp nhận được. Nhưng lúc này nếu không giao ra thì sẽ bị Vương Lâm đánh tới. Lão không còn sự lựa chọn nào nữa. Nếu người khác là Thánh Hoàng thì Liệt Vân Tử tin rằng dù mình có đắc tội đối phương thì lão cũng không dám giết mình, nhiều nhất là chỉ bắt giam mà thôi. Dù sao sau lưng lão còn có cả Lôi Tiên Điện. Mà ở trong Liên Minh Tinh Vực này, sự thần bí của La Thiên cũng sẽ vô hình giúp cho lão tăng thêm sức nặng. Dù sao người có thể chân chính biết về La Thiên thật sự quá là ít, cũng giống như là sự hiểu biết của La Thiên đối với cả Liên Minh vậy. Nhưng mà cái tên Vương Lâm này lại rất là quen thuộc với La Thiên, bởi vì hắn từng là chính phẩm Lôi Tiên. Sự thần bí của La Thiên đối với cả Vương Lâm đã giảm bớt rất là nhiều. Điều này cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là chính là sự hiểu biết của Vương Lâm về Liệt Vân Tử. Thì lão hiểu rằng người này tâm ngoan thủ lạt, lại cực kỳ là to gan, làm việc quyết đoán, không chút ướt át bẩn thỉu. Người như vậy nếu thực sự động tới sát khí thì tuyệt đối sẽ không cấp cho mình một chút phản kích nào cả, mà sẽ quyết đoán ra tay. Bản thân mình tuyệt đối sẽ không thể sống sót được. Do đó lão không thể không khuất phục. Từ tận trong tâm can của lão,
dù là phải đổ máu cũng không muốn lấy ra chiến tự thiếp đâu. Giờ đây thu hồi chiến tự thiếp lại, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, chậm rãi nói: "Việc ngươi làm nhục thân phận thánh hoàng của ta có thể bỏ qua, nhưng lúc này Vương Mỗ có một việc riêng muốn hỏi qua Liệt Vân Tử tiền bối." Tâm thần Liệt Vân Tử trở nên hơi hồi hộp, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cắn răng nói: "Ngươi đã đạt được chiến tự thiếp, sự cố của lão phu trước đó cũng đã phải trả giá, ngươi còn muốn thế nào nữa?" Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, bình thản nói: "Trước đó ngươi bảo ta đi đoạt trọng bảo của chiến gia ngươi có đúng không? Việc này ngươi cũng phải cho ta một cái công đạo." Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Liệt Vân Tử, hắn quả thực là muốn giết người này, nhưng nếu lão chết thì chắc chắn sẽ khiến cho La Thiên và Tứ Thánh Tông trở mặt với nhau. Do đó thì không đúng như kế hoạch đối phó với cả Thác Xâm của Vương Lâm. Càng quan trọng hơn là nếu Tứ Thánh Tông và La Thiên trở mặt, thì người có lợi nhất đó chính là Thi Âm Tông và Liên Minh. Thanh Thủy thì rất có khả năng ở trong Liên Minh, còn có ân đức của Thánh Hoàng nữa. Hết thảy sự tình này đều khiến cho Vương Lâm hiện tại tạm thời không thể giết chết được Liệt Vân Tử. "Ngươi còn muốn gì nữa?" Liệt Vân Tử lại nén giận trầm giọng nói. 10 La Phù Huyết Cầu. Vương Lâm chậm rãi mà nói. "Ngươi..." Trong cơ thể Liệt Vân Tử lập tức truyền ra âm thanh pang pang, hiển nhiên là đã phẫn uất đến cực điểm. Thân mình lão run rẩy liên tục đè nén mấy lần mới áp chế được. Cả người lão bình tĩnh trở lại, hít thở một hơi thật là sâu rồi nói: "Lần trước sau khi cho ngươi thì ta đã còn lại 6 cái La Phù Huyết Cầu, lão phu không có hơn nữa đâu. Đây đã là cực hạn của lão phu rồi." Liệt Vân Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Võ Lâm khẽ mỉm cười gật đầu: "Được, 6 cái, được rồi. Còn nữa, ngọc giản để thao không đó cũng cho ta luôn đi." Liệt Vân Tử nhắm hai mắt lại, tay phải chụp một cái vào hư không. 6 cái La Phù Huyết Cầu ẩn chứa khí huyết nồng đậm từ bên trong khe bay ra. Ngoài ra còn có một khối ngọc giản nữa. Tay áo Vương Lâm vung lên, thu hồi 6 cái La Phù Huyết Cầu này vào trong túi trữ vật, rồi nắm lấy ngọc giản kia. Sau khi nhìn kỹ rồi cũng thu vào. "Lão phu cáo tử." Liệt Vân Tử xoay người định rời đi. Chu Tước Thánh Tông này hắn đã không thể ở lại được nữa. "Liệt Vân Tử đi thong thả đó. Vương Mỗ có một vật để đưa tiễn, làm phiền ngươi đưa cho Viêm Đôi Tử tiền bối." Tay phải Vương Lâm vung lên, lập tức một khối ngọc giản bay ra hướng về phía tay của Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử nhướng mày cầm lấy ngọc giản rồi thần thức hơi đảo qua. Ngay lập tức sắc mặt của lão trở nên đại biến, ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra tinh quang sáng chói. "Đây là..." "Nếu Viêm Lôi Tử tiền bối muốn lấy thì hãy đến Chu Tước Thánh Tông tìm ta." Vô Lâm cười cười không nói thêm gì nữa. Liệt Vân Tử thận trọng thu hồi lấy ngọc giản này, nhìn kỹ Vương Lâm một cái. Đối với cả người trước mắt này, lão càng nhìn càng không thấu. Đáy lòng của lão than thầm một tiếng rồi xoay người nhanh chóng rời đi. "Đồ vật của chiến gia ta tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Vương Lâm, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày lão phu đến thu hồi thôi. Tới lúc đó nếu không giết người thì lão phu sẽ không là Liệt Vân Tử nữa." Liệt Vân Tử lao ra khỏi tu chân tinh, hóa thành một đạo trường hồng nhanh chóng bay đi trong tinh vực. "Tuy nhiên ngọc giản của Vương Lâm này quả thực là một việc kinh thiên, cần phải nhanh chóng đưa tới cho Viêm Đôi Tử. Việc này nếu là thực thì quả mức là quá kinh người." Liệt Vân Tử quyết định, tốc độ trở lên nhanh hơn. Chỉ cần ở lại trong phạm vi Tứ Thánh Tông một giây thì lão đều cảm giác nhục nhã lắm. Tay phải lão chụp một cái, phía trước người xuất hiện một cái khe. Một tảng đá màu đen được lão chụp lấy. Lão trà sát một cái, lập tức nó hóa thành những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này không hướng về bốn phía mà tản ra, nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành một sợi dây thật là dài vần quanh thân thể lão. Khoảnh khắc tốc độ của Liệt Vân Tử đột nhiên nhanh hơn gấp mấy lần, lóe lên đã cái biến mất vô ảnh vô tung.